chết đấy. Thương cho tấm thân vai tàn. Lợn đất này. Cứu đồ Em có ly khu này rồi. khu nào Khu xe đi rồi. em giỏi thế. Chứ sau những lần chỉ trích thì em phải có động lực em bắn chứ. Mình đủ đồ rồi. Này, tôi vứt ngược lại cho ông con lần này. Ông 1 phút nữa mà ông vào nhà vệ sinh nhé. Ông check nhé, tôi vứt ngược lại cho ông con lần. Cho ông một lần luôn. Tôi nhìn ông, tôi nhìn mặt ông là tôi biết là ông không có lần. Nhà vệ sinh lấy lần đi bạn. Coi như là món quà của mình. Ơ kìa, ông cười cái gì? Tình cảm anh em ấy. Cười, cười. Gì đâu. Vào lấy lên bạn, cho nhà vệ sinh ấy, nhà vệ sinh ngay ở ngay dưới chân đồi ấy. Nhưng mà cho mình hỏi nhỏ tí, bạn bạn vào nhà vệ sinh bạn vứt lại cho mình ít xu nữa. Mình sắp lên 100 xu mình mua cái súng thinh này. Cái không có vụ cho mình phí đâu. Cửa anh em tình cảm chính, tự dưng nói chuyện quan điểm. Nhưng mà vẫn cần xu nhé. Không xu, không xu. Đấy đi, mình đủ đồ rồi. Thế tình quá. Tí mình vào mình kéo ra mình né cho. Mốt 33 phát điểm vùng miền mốt đây. Mốt đâu hết rồi? Đi lên 1 phút lận mà. Ừ, anh biết rồi. Anh dục thấy là cho tôi biết. Em là bình phàm để kiếm người.
mà cái tin tách trên đồ thì khó chịu thật sự. Bạn tin tách trên đồ là tí là có thằng nó ra nó đấm bạn đấy thật sự luôn. Bọn này nó ấy lắm. À đây rồi, khu rồi đúng không? Ủa, xong. Xong rồi. Ui, AMG luôn kìa. DAS rêu trên đồ. Ném đi heo. Chúng mình anh em nói cái gì luôn chứ. Kể cả anti mà nói cái gì được. Nó nói mình gàm ghét các thứ, nhưng mà tuyệt đối kênh này không phân biệt vùng biển đâu. Mình cực kỳ ghét phân biệt vùng biển. Rất là nhiều. Ở đây có nhiều người, nhiều độ tuổi. Con người ta có ăn có học. Con người nó khác sức bật ở cái chỗ là được giáo dục, sinh ra lớn lên được giáo dục, thì những thằng nào đi phân biệt vùng miền ấy nên 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 đào thải thành xã hội. Có phải da đen da trắng đéo đâu đi phân biệt vùng miền. Thằng đét thì da thằng đét hơi đen đúng không? Ok. Em ra vàng, em hỏi vô đen. Không biết hoài. Các bạn thấy không? Mình chơi với tất cả. Người ta bảo mình quê Hà Nội cũng ok. Người ta bảo mình quê Thanh Hóa cũng ok. Người ta bảo mình quê Sài Gòn cũng đúng, đúng. Tại vì mình đúng là dòng máu của mình một nửa là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Mà riêng vấn đề vùng miền thì không được. Cái mình cực kỳ đào thải cái đấy. Mà mình cũng cực kỳ làm căng được cái đấy. Ông mẹ ông đu trên cái tháp ạ. Việt Nam ấy. Ông anh lấy cái tờ đu xung quanh cái tháp đó nè. Tháp nào? Tháp cao nhất cái map này ha. Cái tháp có xung kích này. Ông này đi lấy tờ ông đu lên cái tháp xung quanh. Ông này cứ mẹ cứ di chuyển lúc mà ông lại bắn mình. Thôi mình chui trong tâm bom. À thôi, mình bắn này là mình bắn hết bom. Bao nhiêu phút đó? 2 phút nữa. Ông xe xa tôi ra cái, để tôi còn đi tôi kiếm ăn cái. Ông 7 kill rồi, tôi không biết bắn đâu. Đấy các bạn thấy không, mình kiểu mình chơi với các ông em hoặc các ông anh. Là ví dụ như là thằng Dead này là ở Đông, Dead ở đâu nhỉ? Phước anh ơi. Bình Phước. Đó. Hay là Tây Ninh, hay là Sài Gòn đấy, hay là thậm chí là Củ Chi. Cái thằng trên kia nhá, tao thấy mày mặc áo dài tao đã không bắn rồi. Cái chọc chó à? Hòa đồng không ấy. Thế bắn nó vậy. Tí là bạn em nhầm. Ông mày cũng AMR. Đủ rồi, bên mình ngồi thủ bắn bo cuối. Trong những trận đông Việt Nam này thì mình mặt chậm để tránh việc bắn nhầm, nhưng là thứ hai là để lấy top luôn, bởi kill cũng là ok. Ông kia nghị lực quá luôn. Tăng
Thằng Starfake này, thằng Starfaze này, thằng này mặc áo dài nhưng mà lại là người Indo. Trong bò. Con kết bực thế à, ông đi hết này, ông quy long quang hô, ông ý liếm hết mấy cái mạng xung quanh mình. Ai trong nhà vệ sinh không biết. Ô, sao Blue lại mặc đồ này xong rồi Blue lại quay ra ngắm mình như một lũ đó cũng cày sao nữa. Blue á, chết rồi, anh vừa giết, anh vừa lỡ bắn Blue rồi, tại vì Blue thấy Blue quay ra, Blue nhìn anh. Blue này mắng Việt Nam nhiều hơn không, Blue mà anh chắc Blue ngồi nhìn mà nhìn kiểu 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 ấy, nhìn kiểu 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 như kiểu vừa mở cửa ra, kiểu muốn bắn, kiểu kiểu bắn năm ấy, mình mà không bắn là mình chết ấy. Thôi. Thế này nhá, trận thế này trận sau nhường cho bố đồ nhá, ok chưa? Nếu anh em gặp trận sau, chúng ta bắn bao cuối bọn. Giá thấp hơn cho Blue vậy. Mà ông ấy hiện hồn về bóp cổ mình chết. Đợi tí nhá, mình qua thấp hơn Blue phát. Cho đi Blue nhá. Không được, không có ý thật. Một tí tặng ra tặng cho con xe máy. Nắp nắp ấy có người. Giết mẹ hết rồi. Mày hát của mày ơi. Ông sao sấy, ông sấy toàn đầu ơi. Ta bắn ông thằng kia, ông này ông sấy to 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 thằng kia ơi. Chết rồi, bị bắn ít rồi. Chết được rồi, chết được. Có khi chơi solo mà team mất thằng kia bị ban, cái anh bị ban lay á. Ừ. Mình tao vừa mình sấy biết rồi. Rồi.
Ông bị đứng gần hơn tao. Ừ. Ông đứng gần hơn, nhưng còn đang đứng đứng đứng, đứng anh sấy chết thì mới gọi là hack, chứ còn ông sấy thì cũng không sấy chuẩn hết. Chết rồi. Chạy 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 chạy. Thế mà lúc này cũng giết cái thằng mẹ virus đi. Ô, có bạn 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 ô lên này. Họ và tên của ít lòng nhiều cộng 999 đồng. Ồ, cảm ơn họ và tên nhá. Và tên 999 đồng. lú thật, thật sự luôn ấy. Rồi xe dán rồi. Ủa đây rồi, anh không thấy xe con ẩn. Mày đang đâu? Góc 3 giây đồng hồ. Bắn khiếp mày, bắn khiếp mày. Chết thằng bắn xe con rắn. Marked a vehicle. Em nhà em đi bất kỳ giờ dễ bắn nhầm lắm. Chết ông ấy. Kìa. Anh nổi cán luôn. Anh em tưởng mày đi bác đi. Em chết rồi mà. À, thề thằng này băng lại 50 viên ạ. Cái thế. Anh tưởng mày đi bác đi cơ. Em cho dù em đi bất kỳ em đâu có đi sát anh đâu. Ok kìa. Sáu kill mà tận 10 à cộng 10 kill mà cộng có 6 điểm. Ôi. Sơ.
đang đấu với thằng kia lúc một phát vào người mình luôn, một phát vào đầu. À, chịu được. Yeah. Ôi, cảm ơn Phạm Hoài Nam nhé. Ôi, cảm ơn Chuối. À, chết chết chết, nhầm. Thôi, cảm ơn Phạm Hoài Nam nhé. Phạm Hoài Nam gửi, anh Phạm Hoài Nam gửi em ly cà phê cộng 5 mega. Anh Phạm Hoài Nam anh gửi em hẳn một ly cà phê luôn. Chứng tỏ là anh Phạm Hoài Nam này là rất là ấy đây. Là uống cà phê ở bên Mỹ đây. Chứ còn cà phê ở bên Việt Nam là em nói thật với anh là thôi nên gửi là 15k cho đến 20k một ly cà phê. Chứ cà phê bên Mỹ là em nghĩ là 50k đấy, anh là người chơi hệ Mỹ hợp như hệ mẹo ấy. Mẹo. Cảm ơn anh Phạm Việt Nam nhé. Cảm ơn anh. Ông Kira lại tặng bạn một cái ô tô này. Buồn cười đấy thôi. Mua Anh hiểm là như thằng anh. gái nè, thề luôn đến chạy mà ta kia Đó. Xin không? nè, Sao? mà đến lúc cần chết thì lại vô game Mà cay. mày hãm quá. Tí vô chết à nè, tí đảm bảo anh luôn ngoan nuột quá rồi. Đây thằng em kia mà tao ở trong này rồi đấy. Hình như có cả thằng thằng vịt nhá. Hai em vịt à? Ủa, Khỏe 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 khỏe. khỏe khỏe Chúng mày làm sao qua mặt được áo hồng hút đi hồng này được? À nè, em nghĩ áo hút đi hồng này lắm anh ạ. khỏe 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 biết rồi em à. Hút đi hồng này Ủa má, lôi cái bà Nghe giọng kẹo giống kìa. ông trước ý. Thằng thằng đâu mua Tao này rủ nó má bót xuống xe thành nè nhâm xe, mà tao chạy đâu biết đi tên mày mình em à, tao chưa mất mày lọ, tao chưa mất anh chưa nghe mua danh cho áo hút tôi đi này hồng. mày có cả chữ Má mót đi tao lọ xong rồi còn có đi mất để đi 2S đây lọ. rồi tí nữa. Anh nghĩ Mày là mày mấy ông mày này chắc chắc đụng được vào người anh mất. thì đâm cái gì thằng lô mơ lát, mày không phải đấm đâu mơ lát à, địch mẹ mày, bố địch bố lô mẹ mày luôn, địch mẹ mày. Chửi. Mày rồi. Chúa. Mày nói hả cái đứa tốt luôn mà. Rồi, em nghĩ Ơ, cái thằng kia mà này không không được tốt máy bay à? không à nè. Nó còn kém. Cảm ơn chú ý nhá. Cảm ơn chú ý nhá. Chú ý cộng 100k tiền bảo hiểm giao thông. Cảm ơn chú ý nhá. Cảm ơn Anh chú. em mình sần ạ. Cảm ơn chú nhiều. Mình sần nhiều. Chào Loan. Chào Liang Giang, chào anh em. Mình có một ước ao là mình lên được 1k5 like mọi người ạ. Ao nhỏ nhắn. Mà anh em để mình giết Kim Hà. Có anh Trương Anh bảo là cứ giết được Kim Hà mạng cuối thì sẽ được. Hay vô đá chim thành công rồi. Chết thằng nét luôn. Cái nhỉ, nó dành súng trước mình. Đi ngủ. Ngủ.
Kira lại chết dưới tay anh rồi. Hết cả xe. Hai vịt này. Còn lại 200 chúc anh top 1 nha. Hay đó. Cảm ơn Trần Khang, cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn em. 300 là nhiều đấy em ơi. 300 là nhiều. Anh đánh phục vụ anh em là trách nhiệm của anh. Chết mẹ đi. Chừng này anh phải bắn hai chiến lược. Chiến lược nào? Chiến lược Kim Hà với chiến lược Aero. Aero nó vào chưa? Nó có đâu vào đâu. Không chẳng, mày anh chưa cùng. Cùng trận à? Chắc không cùng. Không cùng. Nó vừa nhắn tin cho anh xong. Mỗi thằng khi mà thì đỡ. Ô khi mà thì chết rồi. Mỗi cùng mà hồi sinh. Anh chỉ muốn là chơi game vui vẻ, phục vụ anh vui vẻ thôi. Giết được anh cũng được. Nhưng mà kiểu nghe kiểu bực nhỉ. Nghe kiểu giết sau kiểu đăng TikTok xong lúc thua lại không đăng. Lúc thua lại không đăng, đang đèo mẹ luôn. Nó lúc mẹ, tao thề tao thủng cái liêng của con, mẹ tao đánh nó lúc thề lúc, nó lúc quẩn. Chơi kiểu, gì bro. Đừng mày à chú mà, cạnh gheo ở cái chung cư gheo không? Chung cư gheo à? Ừ, chung cư gheo kế bên cái cảng á. Bên cảng, ok, anh xuống luôn. À, xuống đó đi, để đây anh được em, đùa xuống. Cả đây bé luôn rồi. Khi mà... Thế bé sao? Mà chung cư nào? Đúng á, cũng chung cư thứ nhất luôn, chung cư đầu luôn. Đầu nào? À, dưới chữ chữ B. Ủa, anh à? Ừ, tao. Hả? À, nghe chưa? À, em bước. Ủa, nó có phòng... thôi, nó có phòng đấy nè. Anh có phòng đây đâu anh? Có phòng. Anh vừa nhặt được xu xong. Ờ, à, có. Mà nó mới DPS đâu. Có M2K được. Có, em có DPS nè. Để em đi tới cái phòng đó. Biết cái phòng đấy đâu mà đi tới. Biết, em thuộc nó này. Ủa, biết. Ở khu này em thường hay loot mà. Mày đi. Rồi, em đưa cái móc nail cho anh. Mình chống lại những hai thế lực liền. Bây giờ biết làm sao hả Trần Khang? Biết sao vậy? Đâu em muốn đâu. Ờ, đã có số dư biến động. Là thế thì bạn kia là con gái đấy. Tại vì anh ấy bạn ấy xử lý ngớ lắm. Nghêu lắm. Bạn kia là con gái đấy, có yêu chứ có. Mày à? Em á. À, anh mới đáp án nữa mà anh coi luôn. Em thề anh luôn. Giá hơi bị xinh. Tí anh ra chiếc avatar là anh biết à. Xinh không? Tâm hồn to lắm. Nhưng có xinh không? Quá. Xinh lắm không? Xinh... em cũng không biết nói sao nữa. Nói chung bị mê á. Bị mê á? Ừ, bị mê. Mày đừng nói nữa, tao ao trận này. Anh em có muốn mình ao trận nó luôn không này? Bạn đi. Không bắn. Đến tuổi lấy vợ rồi không bắn mình gì.
Nói nữa xem này. Mày thử nói cô nữa xem. Kẻ tinh kẻ. Ừ thôi. Ai điểm cầm vỏ ra ngắm dữ vậy anh không. Trời ơi u là trời đâu đâu trong đồ nổi tiếng anh đấy. Ôi avatar fake mày ơi, mày tìm gì mấy cái avatar này? Avatar này không phải avatar thật đâu. Trời đất ơi, thằng này trẻ con thế nhỉ? Avatar này không phải avatar thật. Nhìn qua avatar mày làm tao chết đấy. Thề không được tác dụng gì cả. Sao nhỉ? Đấy, anh em thấy không? Khổ thật sự. À lại mời em mắt mì tôm tiếp. Đấy. Anh yêu cả em chưa tập trung được. Em nó bảo avatar này là avatar thật không ạ? Làm tôi kiểu thiết cho nhanh thì tôi avatar này tôi xem. Không, cái này là do lố các bạn. Đây. Các bạn nhìn đi. Avatar này mà là avatar thật. Thì kiểm tra profile chắc chắn là không có một cái tên gì luôn. Mắt tên chép thì chưa? Wow, mày thấy em đi. Thật sự luôn đấy. Bực cả mình. Làm trừ 22 điểm. Không, mình áo ra xem là như nào thôi. Nhưng mà mình mà bắt tập trung lại thì đỡ thế nào được. Ghê vậy sao? Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Đi ra ô. Anh được rồi, anh em đợi mình một tí nhá. Chịu ấy. Bảo ra chiếc keo đẹp hay không? Bảo kêu à giả hay fake? Này giả hay thật đấy chứ? Đủ thật đây. Ngột không được đổi thừa. Chắc rõ ràng mà ta thích avatar fake. Anh em nhìn xem đây này, bây giờ bắt đầu là sau khi mà loại bỏ những cái gọi là dư thừa thì bắt đầu là bây giờ mình bắt đầu bắn tốt thật em. Ờ đấy đi ạ. Dạ, anh vừa nhắc Kira, xong Kira thì trước mặt em bắn em luôn. Mày tập trung rồi, bắn em, tập trung rồi, bắn em. Em khi mà cả tối nay bắn hòa điểm mọi người nhé. Tối nay bắn đâu Nguyễn Dương mà anh, Nguyễn Dương. Anh hai trận tốt rồi mà, Nguyễn Dương mà. Anh vừa trận vừa anh chứa 2 điểm luôn. Chị nghe vậy vẫn dương hơn 10 điểm chứ. Emery Pochiki. Anh mày làm khu đầu không? Làm khu đầu đi. Trời. Anh ở dưới mày ở trên nhé.
Anh ở dưới bên phải, mình ở bên trên trái. Thôi không? Nhảy chuẩn nhá. Trời ơi. Ok. Anh nhảy trái. Tập trung này, tập trung này. Rồi, top 1 nhá mọi người. Đủ đấy, đùa đấy, đủ rồi. Anh em đợi tí, em tập trung phát. Hai em ạ. Ổn anh ơi. Sao? Chụp cùng. Hiểu. Em tưởng nó hiện số 2 chứ.
chạy chiếc đa tới nha. Ra đi. Thấy. Đa mày đúng không? Đa em ạ. Đứng bên em bên để kia. Đồ sau cho. Đứng bên kia. Để móc neo nhé. Móc neo mù giá. Ốp anh bắn ốp không? Đi ra giữa đi anh. Giữa đây này. Sao lại bơi mồi? Vòng qua rồi. Không mình mà để mẹ cho anh cái nút nữa. Để mẹ cho anh cái nút nữa. Thế để. Xe tới. Xe qua. Em đồng dưới nha. Em đi. Quên đi. Quên đi rồi. Yeah. Anh có lúc xong em quay lại lúc nhiều. À, bắn đồ của sổ áo. Anh thượng em bên đường sao phải bơi mà đứng cho quất tiếng chân anh ngồi vời đứng gần hơn đứng gần hơn cái gì mình em trên nó bơi bơi quá cái này nhảy vậy luôn nhảy vậy luôn mọi người lên chè hẳn lên trên đồi đồ bên bô chi đồ bên bô chi rồi sáng thấy lưng bên đó
Ôi mà mấy anh trai cẩn thận thế. Vì bị đi săn thì mình bắn thủ thôi. Nó xe rồi. Bây giờ chờ một chút bạn nhé. Nó sẽ có đâu nữa. Đi học mùa mắng nhau. Chiếc đa chuẩn bị chạy qua nè. Chiếc đa từ đi học mùa chạy qua nè. Quả con lợn kim hà nó tống qua. Chết chưa? Còn thằng nữa. Mới chết một. Mới chết một rồi, hai đứa rồi, nó ba đứa, em bắn con một. Chết ba rồi, chết hết rồi. À, tức là ba này đều là ba thằng Việt Nam. Nhưng mà... Nó tống ba đứa luôn. Ừ, nó tống ba luôn. Xong hết rồi. Lợn bỏ xe đi, thấy xe của mày ba đứa trong xe quấn lên được giục mình luôn. Anh trên đầu em á, anh mình cố xác được cái này về trường. À, tức là cái thằng Starfix đấy là cũng là Việt Nam. Nhưng mà để cưới Indo. Nó tiếng Việt, Nó có cờ Pakistan ạ. Đó, cờ Indo, mà cờ Pakistan. Nào. Indo. Ừ, cờ Indo. Anh gặp nó mấy lần rồi. Bắn gà vãi nồi ra. Chịu rồi, vu phê mà chịu rồi. Thêm một ông vô hòa. Thấy ba ông, và ông tống ba, sợ lắm. Đằng tiện. Khéo nó còn hậu sinh, nát đầy luôn. Đi chết được. Nó xuống đây em chờ. Chết rồi, hai thằng hết mạng. Chắc còn thằng, hoặc ba thằng đứa hết mạng. Lão ơi chứ. Lão ơi, tưởng như lão. 1v3 thua luôn. Ui, ấu thiệt đi. Báo. Bằng bên đôi dốc. Đôi. Ai nói đâu. Cái chéo làm sao vào được, giúp biết được một chỗ xe qua xe nào.
nổ lốp rồi. Không chiến trên đường. Báo sườn 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 đi học môn rồi, bỏ đi rồi, em còn xem. Anh đang giết nó. Sườn đi học môn đúng không? Sườn chỗ sườn khó, sườn khó. Nhào sinh một. Băng xe tăng à? Ừ. Ok. Vãi nổi, thằng này lại lút xác ạ. Xác này. Ui, em chết rồi, xác này em... Nó trên đồi này đúng không? Đúng rồi, trên đồi. Biết đấy. Nó đi cái gì đấy? Đấy, nó nằm này, nhìn anh này. Ui. Ui. Bắn cháy chấm à? Mẹ máu luôn mà. Khiếp nhỉ.
đi vô bo luôn không? Đi gì ấy? Lần à? Đi đà. Đà, ok. À, căn bo à? Mà căn hướng nào? Căn hướng 1 giờ nữa. Anh chạy hơn 3 giờ ở bom rồi. Thế khỏi cần đi. Bắn tốt đấy, thằng này bắn tốt đấy. Thằng sấy anh nó kêu anh trước rồi. Ừ. Nó bắn đứng này, nó ngồi mà nó bắn hai đầu anh luôn. Bắn nằm luôn này. Khó rồi. Coi vào bụng trên kỳ xem giá đúng vứt đi luôn. Bỏ đồ Putin.
gây 9 chấm. Thằng lấy đi bắn anh nhé. Đi à, mà nó quyết giết mình luôn. Khó rồi. Đầu tư 3 viên lim luôn. Xong thêm một viên lim nữa để đánh. Thằng đi xe tăng đã à, thằng đi bên bên ngoài anh nó như kiểu nó đứng như kiểu nó canh hộ anh ấy mà không thèm mặt nó cả. Anh nhảy xuống thì anh sợ nó lại lên, thằng kia nó lại lên, thằng kia bên cạnh nó đứng ngay cạnh cái xe luôn, nó không làm gì cả, nó cứ đứng ngay cạnh nó ngồi nó đứng ngay cạnh xong nó ngồi xong là thấy anh ngồi ghế trên thì nó đi ra phía trên, anh thấy nó ngồi ghế dưới nó đi ra bên dưới, nhưng mà nó chỉ đứng bên cạnh thôi, nó không đi leo lên trên. Vãi nổ. Chán thật sự. Bố ơi. Làm chai nước cho khét anh ơi. Dậy, dậy, nói đi. Ô, cảm ơn bạn nào gửi mình cộng mình 14.000 nhá. 39. Rồi, hồi nãy thằng Kim Hà mày nó quất ba đứa ngồi chung xe nè. Cái thằng đấy mà nói là cái gì? Làm chai nước cho khét, bắn cho khét anh ơi. Ồ, cảm ơn Hữu Vũ nhá. Cảm ơn Hữu Vũ. Cảm ơn cái thằng trẻ con. Cảm ơn Hải Nam nhé, em cảm ơn anh nhá. Nhà bệnh già thế, ngày nào thế này. Đúng không anh Tùng nhỉ? Ừ. Mọi người bắt đầu chưa đây? Bắt đầu hết rồi. Ôi, vào mấy tí cho vui. Nó đầu tư thật, nó bắn 3 viên. Còn 3 viên AMR xong rồi bắn nổ tiếp con lân của mình, chồng máu nổ tiếp con lân của mình. Nó đầu tư thật.
bằng cái đầu tư luôn. Đầu tư bắn xe tăng quá rồi, đầu tư thêm quả bắn lên nữa để chịu được. Đầu tư thật đấy, thằng ấy không biết là mình có thủ án gì với nó không? Có đấy. Như là mở đời như nó cuối bo nó sẵn hay sao? Vào nha. Vào. Anh tưởng vào chết này. Vào rồi. Mở hết rồi. Ok nha. Cắt ra. Thứ ba một người từ đâu đây? Từ Vita Power. À, anh Tùng, em có cái súng này đâu cả năm rồi anh Tùng. Suốt ngày đốt tiền vào game thôi. Ui, bắn vào người tiền lắm anh Tùng à. Em chỉ có 14 nên em mới quên cái này thôi. Bắn tay ứng là được rồi. Em tốn có 3 triệu để nâng cái này lên được level 5 đấy anh Tùng. Đỉnh không? Đỉnh như ai đó. Ok, sao lại... Ủa anh này chưa lấy vợ mà lấy vợ chưa mọi người? Ok, là như nào ấy Đức Huy? Anh em đang vui vẻ. Cái thằng nào cứ bắn một bốn băng tao ấy nhỉ? Ok, wow, vào đây trông mình hấp thế nhỉ? Mấy cái cao ấy. Dạ thế, bắn tốt xe vừa mà bạn. Ui, còn 50 like nữa lên được 1k5 like mà người à. Anh Tùng ngã rồi. Anh ở cuối. Em nhảy ngay chỗ cái xăng em. Anh nhảy cuối quật kia đây, em nhảy chỗ cái xăng thôi. Này anh Bô có người yêu nữa à, anh Bô à? Nhà người tao còn dắt về đến nhà nơi rồi bây giờ nghĩ sao không nói cho anh em biết anh em sống được đang vui vẻ không có ông hỏi mình anh này chưa lấy vợ mình buồn chưa anh này chưa lấy vợ nói gì ui chấm máu con thằng đét lấy cu đầu vậy à, con chết mẹ luôn rồi đấy em bị bắn chấm máu rồi chịu không? Đéo có súng. Dịch đấy. Nó mặc áo dài á. Bản thân anh Tùng nha, không có giỡn đâu. Thương lắm đó. Thương anh Tùng. Có cần con em qua cô vào về không? Không. Có delay không? Một phút rồi. Một phút, ok. Khi anh đáp xuống em có món quà đặc biệt cho anh. Cái đây. Ô mẹ ơi, thằng Phay nó nhảy trên. Thằng Phay nó nhảy chỗ em. Thì nó đi. Mày xin mẹ ấy, mẹ thằng này ngồi xin nhảy trên nóc rồi. Ba anh em đã hết mạng. Ủa ôi! Ôi sao mọi anh xin liệm rồi.
đúng viện SP2K mày ạ. Ủa chứ 42 điểm luôn. Thôi ao rồi, game mới rồi. Thôi bắn 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 bắn. Em ao mẹ rồi. Em đang thấp mà lo gì đâu. Bắt đầu lên. Ôi trời ơi, hắn tung mới, tung mới. Hắn tung mới. Dạ, khổ thân hả chú. 2, 4, 3, 4. Tại sao lại để nó sọc thẳng vô mồm vậy? Bữa thì chưa. Ôi, kiếp này em thấy anh em Việt Nam chết trong đây nhiều quá. Chết cái anh em Việt Nam chết trong đây. Ôi trời ơi. Ê, tâm lý ai à? Ê, sọc thẳng như vô mồm. Ôi hồi. Lút tí, trừ 42 điểm luôn. Hôm nay anh mất bao nhiêu bạc rồi à? Mất từ trận nháp thứ 2 rồi anh ơi. Quay cấp tiêu. Ảo thật em. Ý ra. Đang chầm tư. Vãi cả nồi ạ, à. Bóp phát mồm luôn. Xong, lại, đập đất rồi. Nói chung trầm cảm quá, đập đất rồi. Quân 2 điểm. Đầu luôn. Vào và đài. Vào. Ờ, đợi, em vào, đứng buồn anh ấy. Cái gì ai đó gửi 500.000 có khởi lại tinh thần. Cái gì em bảo gì vậy? Bố bảo gì? Thì bây giờ chúng nó đá là chúng nó làm đúng cái kiểu Ấn Độ ấy, công thức Ấn Độ ấy, là chúng nó đá chúng nó giết hết Việt Nam nhưng mà chúng nó vẫn mặc áo dài, rồi nó bị hèn ấy. Ừ, vẫn mặc áo dài. Thế lúc anh xuống anh thấy thằng Việt mặc áo dài mà. Mấy thằng này kiểu hiểu năng ít đấy. Không, thằng này của Indo. Không, ở Việt Nam đấy. Hỏi đét thằng kia là cờ Thái Lan mà anh. Đấy, cái thằng Phần Sơn Sa Pa Re này. Thằng Phay, gì thằng Phay cơ mà. Ừ, thằng Phay là Việt Nam đấy. Thằng Phay là cái thằng cờ Thái Lan cơ, không có thằng này. Hôm nay em để ý với lại thằng cờ Thái Lan cơ. Hello, xin chào Lộ Bi nhá. Mấy thằng đồ biểu này. Đặt cơ đây. Bởi đàn, bởi đâu quá. Nó lại đúng rồi.
có súng. Hai trận rồi đấy. Nào nhảy xuống mà không có súng phát. Kìa bấm kinh quá đấy. Mà này bắn giả? Nó có súng. Gặp vào mấy lần. Việt Nam ấy, không phải nước ngoài. Mấy nó ghi mấy hẳn này.